Thấm đòn Covid-19, CGV kiện đòi hủy hợp đồng thuê mặt bằng. San ô tô ngân hàng thanh lý, bất ngờ giá rẻ cả 100 triệu đồng. Giá chung cư tăng kỷ lục, choáng váng dự án 400 triệu đồng 1m2. Giá đất vùng ven Hà Nội có nơi tăng 45%. Xây hơn 6.000m2 không phép giữa thủ đô, chủ đầu tư bị phạt 40 triệu đồng. Cây mít đồng bằng sông Cửu Long chao đảo bởi chiêu ép giá của thương lái Trung Quốc. Mận Mộc Châu 200.000 đồng 1kg vẫn cháy hàng. Hà Giang, gần 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng bị phát hiện. Bọ to hơn hột mít, ăn trụi vườn cây ăn trái tại Bình Phước. Vỡ nợ vì chơi lan đột biến, công an vào cuộc điều tra nhiều vụ lừa đảo. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin kinh tế ngày 7 tháng 5 của DKN TV. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mới đây, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng thuê giữa nguyên đơn là công ty CGV Việt Nam và công ty cổ phần tư vấn đầu tư Lapen, sau đây gọi là công ty Lapen. Theo nội dung đơn kiện, tháng 12 năm 2017, CGV ký hợp đồng thuê mặt bằng tại tòa nhà Lapen Center, thành phố Vũng Tàu của công ty Lapen để kinh doanh rạp chiếu phim. Thời hạn thuê là 20 năm tính từ tháng 8 năm 2018. Tiền thuê và phí dịch vụ là hơn 400 triệu đồng một tháng. Theo CGV, hợp đồng được thực hiện thuận lợi đến khi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến nay. Dịch bệnh gây ra hệ quả nặng nề cho ngành công nghiệp giải trí, trong đó có hoạt động của rạp chiếu phim CGV tại tòa nhà Lapen Center. Thị trường rạp chiếu thiếu nguồn phim mới do các hãng phim hủy kế hoạch sản xuất, hoãn lịch phát hành phim. Dịch bệnh cũng khiến người dân lo ngại không đến rạp phim, trung tâm thương mại. Theo CGV thì hoàn cảnh này các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, do đó tháng 10 năm 2020, CGV đã đề nghị Lapen đàm phán lại hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi nhằm tạo điều kiện giảm thiểu thiệt hại cho công ty. Tuy nhiên các bên không thỏa thuận được. Từ đó, CGV khởi kiện công ty Lapen yêu cầu tòa án tuyên chấm dứt hợp đồng thuê giữa Lapen và CGV do hoàn cảnh thay đổi cơ bản và không bên nào có lỗi khi chấm dứt hợp đồng. CGV sẽ hoàn trả cho Lapen mặt bằng và được Lapen hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc bảo đảm là 2,2 tỷ đồng. Thưa quý vị, gần đây nhiều ngân hàng trong nước đã và đang giao bán các mẫu xe ô tô cũ với giá khá rẻ. Đây đều là những chiếc ô tô mà chủ xe đã thế chấp giấy tờ tại ngân hàng để vay tiền nhưng quá hạn thanh toán hoặc khách hàng không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Phía ngân hàng sẽ bán công khai những chiếc xe này để thu hồi nợ. Do đó, xe thanh lý thường có giá rất rẻ. Các mẫu ô tô thanh lý được phía ngân hàng giao bán với mức giá khởi điểm thấp hơn thị trường từ 5 đến 30%. Có nhiều xe rẻ hơn xe cũ từ vài chục đến cả 100 triệu đồng. Ngân hàng VP Bank là một trong những ngân hàng có xe ô tô thanh lý thuộc diện này nhiều nhất. Ngân hàng này thông báo bán đấu giá 62 xe ô tô các loại thuộc nhiều thương hiệu tên tuổi. Đa số xe có giá chưa tới 500 triệu đồng. Mới đây, ngân hàng Sacombank giao bán khoảng 10 chiếc xe hơi các loại nhằm thu hồi nợ xấu, giá giao động từ 100 đến 800 triệu đồng. Ngoài ra, các ngân hàng khác như Vietcombank, TPBank, BIDV cũng thanh lý nhiều loại xe ô tô khác nhau. E ngại mua xe thanh lý. Do giá xe ô tô ngân hàng thanh lý thường có giá mềm hơn nhiều so với thị trường nên được nhiều nhà đầu tư và người dân quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn e ngại khi mua một chiếc xe từ phía ngân hàng. Một số ý kiến cho rằng do liên quan đến việc thu hồi nợ nên việc mua xe ô tô thanh lý của ngân hàng cần phải cẩn trọng. Nhiều người lo ngại vấn đề pháp lý khi sang tên đổi chủ hoặc vấn đề tài chính. Chưa kể, chất lượng của xe thanh lý cũng là vấn đề nhiều người đáng lo ngại, bởi không ít xe thanh lý của ngân hàng đều ở kho bãi lâu không hoạt động, không được tân trang, sửa chữa, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng của xe. Ngoài ra, mua xe thanh lý sẽ không có chế độ hậu mãi. Sau khi mua nếu có hư hỏng hay gặp vấn đề gì thì người mua phải tự chịu. Trong khi đó, xe ô tô mới giá rẻ đang tràn ngập thị trường. Các hãng đại lý liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng. Vì thế cũng khiến cho việc thanh lý xe của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn hơn. Chiều 6 tháng 5, Bộ Xây dựng đã công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1 năm nay. Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Nguyên nhân do khan hiếm nguồn cung và các dự án mới được mở bán, mỗi địa phương có mức tăng khác nhau. Báo cáo của công ty CBRE cho thấy giá chào bán các dự án chung cư mới ở Sài Gòn trong đầu năm 2021 đã tăng ở tất cả các phân khúc. Mức giá trung bình khoảng 51 triệu đồng một mét vuông, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 14%. Cá biệt, một số dự án chào bán với mức hàng 100 triệu đồng một mét vuông.
Tại trung tâm Sài Gòn, một dự án vừa qua gây sốc trên thị trường với mức giá giới thiệu lên tới hơn 400 triệu đồng một mét vuông. Cách đây 5 năm, giá chung cư ở Sài Gòn được đánh giá là thấp hơn ở Hà Nội, thì nay theo các đơn vị nghiên cứu, giá chung cư tại Sài Gòn đã đắt hơn Hà Nội gấp 1,5 lần. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trong số căn hộ đủ điều kiện bán được xét duyệt trong tháng 2 vừa qua, 100% căn nhà có giá bán trên 40 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, một căn hộ 50 mét vuông giá tiền hầu như không dưới 2 tỷ đồng. Tại Hà Nội, chung cư cũng tăng giá từ 5 đến 10%. Một số dự án chung cư ở Gia Lâm, Hoài Đức, Nam Từ Liêm cũng đạt mức giá trên dưới 40 triệu đồng một mét vuông. Với mức giá cao như vậy, việc có một căn nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để an cư lạc nghiệp dường như đang dần trở nên xa vời đối với người thu nhập trung bình và thấp, thậm chí cả thu nhập khá. Những căn hộ giá tầm 1 đến 2 tỷ đồng gần như vắng bóng trên thị trường. Hiện nay, giá mặt bằng căn hộ bình dân đã tăng lên và cao ngang bằng với các phân khúc trung cấp. Cụ thể, giá các căn hộ bình dân hiện nay khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, trong khi trước kia khoảng 20 triệu đồng một mét vuông. Ở Hà Nội, các dự án tại 4 quận nội thành, hầu như các chung cư chào bán mới đều có giá từ 60 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Giá căn hộ tăng cao, người muốn mua căn hộ dưới 2 tỷ đồng dường như chỉ có hai lựa chọn. Một là tìm mua nhà ở xã hội với các tiêu chí ngặt nghèo. Hai là mua lại các căn hộ cũ nằm ở cách xa trung tâm thành phố. Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, giá đất nền tại một số địa phương đang tăng cao. Vùng ven Hà Nội có Quốc Oai tăng 20%, Ba Vì tăng 45%. Một số điểm ở Hòa Bình tăng 46%, Bắc Ninh tăng 20%. Tuy nhiên, giao dịch chính thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít. Hình thức giao dịch tại các khu vực này chủ yếu là đặt cọc, sau đó chuyển nhượng ngay khi giá tăng và xuất hiện nhà đầu tư khác có nhu cầu mua. Tại thị trường Hà Nội, theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, một số khu vực đất đai tại các vùng ven đô nơi được quy hoạch nâng cấp lên quận đều bị đẩy lên tương đương 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Bình quân giá tại các vùng Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm và Long Biên cũng tăng khoảng 20 đến 30%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà đất ở Thủ Đức liên tục tăng nhiều đợt từ trước thời điểm thành lập thành phố đến nay. Do vậy, Bộ Xây dựng cho rằng các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần theo dõi, kiểm soát và ngăn chặn, tránh tình trạng trở thành bong bóng bất động sản. Huyện Hoài Đức vừa quyết định xử phạt hành chính với công ty tập đoàn đầu tư An Lạc, chủ đầu tư dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức do xây dựng công trình không phép. Theo quyết định xử phạt, công ty An Lạc bị phạt 40 triệu đồng do xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại ô đất C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony. Trước đó, dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng thời gian qua, công ty An Lạc đã cho thi công phần hầm tòa nhà chung cư C1-CT. Ngày 20 tháng 4, Đội Quản lý Trật tự xây dựng huyện Hoài Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng này. Sau đó, vào ngày 6 tháng 5, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra để kiểm tra hồ sơ pháp lý, kiểm tra việc thi công xây dựng đối với dự án. Theo thông tin giới thiệu quảng cáo, khu đô thị An Lạc Green Symphony được giao bán với giá cao ngất ngưởng. Theo môi giới, giá bán trung bình dự kiến đối với nhà liền kề lên tới hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Với những căn biệt thự, đơn giá dự kiến không dưới 90 triệu đồng một mét vuông. Trong vài năm trở lại đây, mít Thái là loại cây có tốc độ phát triển rất nhanh về diện tích sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long. Bởi loại cây này dễ trồng, mang lại lợi nhuận gấp chục lần so với sản xuất lúa. Tuy chỉ mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng loại cây trồng này đã vượt qua diện tích của nhiều loại cây ăn trái đã phát triển từ nhiều năm trước đó như thanh long, chôm chôm, nhãn, thậm chí vượt cả diện tích của cây sầu riêng. Lý giải về tốc độ phát triển rất nhanh của cây mít, những người trong cuộc cho rằng đó là do lợi nhuận của loại cây trồng này khá cao, một công 1.000 m2 mít có thể cho doanh thu 100 đến 150 triệu đồng mỗi năm, cao gấp khoảng 10 đến 15 lần doanh thu so với sản xuất lúa trên cùng diện tích. Thậm chí vào những lúc cao điểm, mỗi trái mít loại 1 có thể bán được với giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của vài tháng trước, thậm chí 1-2 năm trước. Chứ còn bây giờ, cả người trồng mít và những nhà thu mua đang lao đao về những chiêu trò do thương lái Trung Quốc bày ra. Gần đây, ông Nguyễn Bá Tùng, chủ một cơ sở sản xuất và xuất khẩu trái cây có tiếng, đã quyết định đốn bỏ khoảng 1.000 gốc mít để chuyển sang trồng ổi Đài Loan, xuất khẩu đi thị trường Trung Đông. Theo lý giải của ông Tùng, thương lái Trung Quốc hiện đứng sau điều hành các vựa thu mua lớn, họ thuê cả thông dịch viên, biết rất rõ thời điểm nào có lứa mít thu hoạch rộ. Vì vậy, họ đưa ra các chiêu trò gây khó dễ để ép giá mình giữ lắm. Ông Tùng nói và cho rằng phía trong nước không làm gì được vì bị phụ thuộc tiêu thụ ở Trung Quốc. Cụ thể, trước đây, mít Thái loại 1 là trái có trọng lượng từ 9kg trở lên, không bị méo, vỏ ngoài không bị đen là đạt yêu cầu.
trọng lượng từ 5 đến 7 kg thì xếp vào loại 2, loại 3, thấp hơn nữa thì được xếp vào loại mít kem và mít chợ. Tuy nhiên, theo một chủ vựa có thu gom mít ở huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc đưa thêm yêu cầu khắt khe hơn để đẩy mít loại 1 xuống hàng mít kem nhằm ép giá thu mua. Nhiều nhà vườn cho biết, với chiêu của thương lái Trung Quốc, hiện 1 tấn mít được thu hoạch thì có đến 80-90% là mít kem và mít chợ, chỉ có khoảng 10-20% là mít nhất nhì. Hiện tại, mít loại 1 có giá chỉ còn 20.000 đồng 1 kg, còn mít kem và mít chợ chỉ khoảng 2.000 đến 7.000 đồng 1 kg. Chính việc bị ép giá, ép quy cách tuyển chọn khi phân loại mít, cho nên nhiều nhà vườn lẫn thương lái trực tiếp mua tại vườn phải chịu cảnh lao đao vì giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Đây không phải là câu chuyện mới trong ngành cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó với trái thanh long, sau khi thương lái Trung Quốc đứng sau các vựa và trực tiếp điều hành, đã khiến thị trường tiêu thụ trái thanh long bị méo mó, nông dân rơi vào cảnh thua lỗ. Các tiểu thương cho biết, mận Mộc Châu loại 1 đầu mùa có giá lên tới 170.000 đến 200.000 đồng mỗi kg vẫn rất thu hút khách, hàng lấy không đủ bán. Những ngày qua, loại trái cây này đang vào đầu vụ, có giá khá cao nhưng vẫn hút người mua. Chị Hằng, một người buôn bán thực phẩm ở quận 5 Sài Gòn cho biết, vừa đặt một tạ mận ở nhà vườn Mộc Châu nhưng vẫn không đủ cho khách mua. Mận gửi bằng đường hàng không, mận Mộc Châu loại 1 này mỗi vườn chỉ lựa được khoảng vài tạ. Theo chị Hằng, loại này trái to như quả mận Australia, ăn giòn, ngọt và hơi chua, mỗi kg chỉ dao động 23 đến 25 quả. Chị Hoa ở quận Thủ Đức cho hay, mận Mộc Châu loại 1 luôn được khách săn đón dù giá cao. Thường đầu mùa, giá mận lên tới 200.000 đồng 1 kg, còn cuối vụ giá ở mức 80.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Chị Hương, chủ vườn mận ở Mộc Châu cho hay, mận loại 1 tại vườn thường có số lượng không nhiều. Dù được các nơi đặt hàng với giá lên tới 120.000 đồng 1 kg, nhưng chị vẫn không bán vì nếu chọn cả vườn cũng chỉ được khoảng 1 đến 2 tạ, trong khi số còn lại toàn loại dở sẽ khó bán. Chị Huệ, tiểu thương chuyên mua nông sản ở Mộc Châu cho biết, mận đã bắt đầu vào giữa mùa nên đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, mận loại 1 giá vẫn cao. Loại này số lượng ít nên rất khó gom hàng. Mỗi vườn chị chỉ mua được vài chục kg đến một tạ để giao cho các mối ở Sài Gòn. Do đó, những mối này thường không đủ hàng giao cho khách lẻ. Mộc Châu, Sơn La được xem là vựa mận lớn nhất cả nước. Mận được trồng nhiều ở khu vực thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Tân Lập. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5 vừa qua, đội quản lý thị trường đã kiểm tra cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón Mạnh Mai, địa chỉ tổ 10 thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo đó, cơ sở kinh doanh này do bà Phạm Thị Mai làm chủ. Khi kiểm tra, đội quản lý phát hiện lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ sâu đã hết hạn sử dụng. Sau đó, đội quản lý đã lập biên bản vi phạm hành chính và buộc trả lại nơi sản xuất hoặc nhà phân phối để thực hiện xử lý theo quy định. Hơn một tháng trở lại đây, nông dân trồng điều và cây ăn trái tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước khóc ròng bởi hàng vạn con bọ cánh cứng tấn công gây thiệt hại nặng. Chạy dọc quốc lộ 14 và các tuyến đường liên xã tại huyện Hớn Quản, dễ dàng nhìn thấy nhiều vườn điều, xoài, mít trụi sạch lá, chỉ còn cành và trái trơ trọi. Người dân nơi đây cho biết, nguyên nhân do những con bọ cánh cứng, dân địa phương gọi là bọ xòe đã tấn công, gặm sạch từ lá non tới lá già. Bà Phương Thị Đào, 68 tuổi, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản cho biết, loài bọ này xuất hiện phá hoại cây trồng khoảng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, 2 năm trước bọ còn ít, diện tích cây trồng bị tàn phá chưa đáng kể. Năm nay số lượng bọ xuất hiện dày đặc hơn, nhiều hộ bị bọ ăn trụi cả vườn cây đang vào vụ thu hoạch, gây thiệt hại nặng. Theo bà Đào, bọ cánh cứng thường xuất hiện vào đầu mùa mưa. Khi trời nhá nhem tối, từng đàn bọ từ các khu vườn tràm, cao su xung quanh theo ánh đèn bay vào nhà dân. Mặc dù bọ không cắn, nhưng khi bị đập chết, xác bọ xì nước bốc mùi hôi. Chân bọ khá cứng nên khi bâu vào làm nhiều người khó chịu và đồ đạc thì dơ bẩn. Do xịt thuốc không tác dụng, người dân đành phải tắt đèn, đóng cửa nhà, mở các đèn ở xa để thu hút chúng, không để bọ vào nhà. Vườn xoài rộng khoảng 7 hectare của chị Trang ở tổ 7, ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ cũng bị bọ cánh cứng tấn công. Do xoài đang vào vụ thu hoạch, chị Trang không phun thuốc trừ sâu mà sử dụng bóng đèn thu hút bọ rơi vào các chậu nước đặt bên dưới. Mỗi ngày, gia đình chị Trang gom cả 3 bọ cánh cứng đem đi chôn. Chị chia sẻ, với tốc độ hiện tại, tôi dự đoán ít tuần nữa là toàn bộ vườn xoài sẽ bị bọ ăn hết lá. Mùa sau, chắc chắn năng suất sẽ giảm. Tương tự, hộ ông Nguyễn Hữu Công ở ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ có khoảng 3 sào trồng xoài và điều. Năm nay, toàn bộ khu vườn bị bọ cánh cứng ăn trụi lá, xoài thì rụng trái, điều lép hạt, năng suất thiệt hại lên đến 90% so với năm trước. Khi phát hiện sâu hại, ông Công đã mua thuốc bảo vệ thực vật và phun lên cây trồng, nhưng vài ngày sau đàn bọ lại xuất hiện.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Hải Hà, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Hớn Quản cho biết loài bọ này khó tiêu diệt, không dễ dàng phun xịt như các loại côn trùng thông thường. Công an Hòa Bình, Hà Nội đang tổ chức điều tra sau khi nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân bị lừa đảo trong các giao dịch lan đột biến. Anh D ở Phú Thọ cho biết, tháng 11 năm 2020, anh tìm đến nhà vườn Bảo Nam, huyện Chương Mỹ, Hà Nội mua 2 cây hồng bạch tuyết giá 260 triệu đồng. Sau khi phát hiện sai giống hoa, anh D yêu cầu trả lại cây và chỉ hoàn trả cho anh 200 triệu. Sau nhiều lần thương thảo bất thành, các đối tượng bán lan cũng tắt máy điện thoại và bỏ trốn. Bất đắc dĩ, anh D phải thuê một nhóm anh em xã hội tìm bắt được một thành viên nhóm lừa đảo của nhà vườn Bảo Nam, sau 2 lần thì trả lại 130 triệu đồng. Cùng giao dịch tháng 11 năm 2020, một nạn nhân khác là anh T ở Bắc Ninh mua 2 cây hồng yên thủy với giá 260 triệu đồng. Khi phát hiện sai giống hoa, nhà vườn phủ trách nhiệm. Sau nhiều ngày bỏ công đi lại từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, rình rập bên ngoài vườn lan không thành vì các đối tượng đã bỏ trốn, anh T ngậm ngùi chấp nhận thiệt hại một khoản tiền lớn. Ông Bùi Ngọc Ánh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tổng hợp huyện Yên Thủy, Hòa Bình cho biết, nhiều tuần trở lại đây, cơ quan đã tiếp nhận một số vụ trình báo liên quan đến lừa đảo lan đột biến với thủ đoạn chung là sai giống hoa, sai mặt hoa. Đáng lưu ý, nạn nhân bị lừa đều ở các tỉnh phía Nam như Bình Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu. Qua xác minh, các đối tượng bị tố lừa đảo có thông tin nhân thân trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình nhưng giao dịch thì lại ở một địa phương khác. Ngày 6 tháng 5, ông Lê Quyết Thắng, đội trưởng đội điều tra tổng hợp huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết trong số 6 vụ tố giác lừa đảo mua bán lan đột biến, công an đã triệu tập cả một số chủ hộ cho thuê nhà có liên quan. Đặc biệt, công an Hoài Đức đã xác định được hai đối tượng chính đều có hộ khẩu thường trú tại Hòa Bình. Nhưng khi các trinh sát về các địa chỉ này thì các đối tượng không có nhà, điện thoại không liên lạc được. Gia đình cũng không biết các đối tượng đi đâu. Ông Thắng cho biết đã đề nghị công an địa phương hỗ trợ nếu phát hiện hai đối tượng này có mặt ở Hòa Bình thì cần giữ lại và báo ngay cho công an Hoài Đức. Thưa quý vị, bản tin kinh tế xã hội chiều 7 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.